một vẻ vang thì các bạn ạ. Chán lắm. Đâu đâu đâu. Đây tôi đây, tôi đây, tôi đây. Dạ, con chó nào lấy ra đây đó của tao rồi. Tao có lấy đâu. Tao mẹ đi không để tên về không đổi họ gì cả. Châu TV. Rồi tự nhiên cầm Z ra đổ cái tay máu này làm gì đây? Nhẫn giả sát thủ. Chơi là đéo hỏi nha. Vô hạ màn mà chơi mà hỏi hỏi là đéo được đâu. Hỏi má chơi ngày đầu phải hỏi chứ không biết. Hỏi tại sao vô mà kêu tao tao chặt cái đầu mày sao tao vô chứ hỏi. Hỏi vô chặt sao? Cầm vậy là vô. Bây giờ là vô, bây giờ là mẹ chặt đầu hay là mẹ vô học chơi? Nói rõ, nói thì nói đi một trong hai. Chưa, mấy cái đồ tao chưa không có nhớ. Im. Lùng lối nữa. Ngày Châu ơi, Ngày Châu ơi. Đưa đồ vô, đưa đồ vô. Hai con không này. Không được đồ gì vậy, sao kỳ vậy em? Hai cái con này. Gì đây? Cái này à, cũng được. Garen thì giờ nó hơi chuối kìa, tạm đi. Alice thì mình không để làm gì, Alice xìu. Đu 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 đu. Ai vô cái màu như cái bồ. Ai vô nhắm quá nhắm quá. Xin tố dở quá em ơi. Không phải của em mua thì trả dở. Nè. Đầu mai mốt có cứt uống à. À. Cứt uống à. Mua bò viên hả? Đúng rồi. Ngon. Cái na thấy ngon, thấy là thấy ngon rồi đấy. Cái lâu gì thế? Tự nó thu quái luôn nha. Chả con nào thu quái được trong này hết á. Cái kiếm với lại cái gậy quá khổ ghép được cái gì Châu? Mày chỉ vô là mày thấy. Đâu? Có nghĩa là mày, ví dụ mày đang cái con này đang cầm đồ, mày mua cái con nào mày không xài á. Mày có tiền mày mua cái con nào mày không xài á, mày đưa hai món vào, mày đưa một món vào trong cái đấy, xong mày nhấp món kia mày đừng thả ra, mày đưa vào nó hiện cái đồ. Đó, đưa một món vào, rồi đưa món kia vào đưa lên là nó hiện cái đồ. Hiểu không? Không biết thì vậy tao chứ cũng vậy thôi. Không biết thì cứ chiêu đấy thôi chứ sao vậy? Mình đi rồi chính là nên phải hả? Cái đó mình chịu. Không mày, không mày, mày hỏi mem á, cái trang nào mà chỉ lên đồ ấy. Trời ơi má, thiệt tình chứ. Chơi vậy sao thi chơi lại? Có cái chỗ nào quăng bớt bớt đồ đi không anh em? Chơi gì thi chơi sao lại? Trời còn nhiều tướng đấy chứ, mẹ chơi mà sao chơi lại? Bán bớt đi không? Chắc mình phải bán bớt đi nhỉ? Chứ bây giờ mình không bán bớt đi là bán bớt đi. Chơi giờ là chết. Cái gì ghép đồ gì cái trang quét là cái trang gì quên mẹ rồi. Tao đâu có biết đâu, hỏi mem ơi. Trang ghép đồ rồi, trang cái gì quên rồi. Đó. Nhắm không nhắm. Tao không biết thiệt mà. Ngon. Ngon không? Ông thi lộn nào. Thánh thủ lộn đúng không? Đúng rồi. Cái người lúc nào cũng đứt hạng bét hết trơn, không bao giờ ngóc đầu lên nổi hết trơn. Em phải hiểu rồi, nó ngu mà. Trời ơi, ôi ôi, rồi. Má. Em không thể mang nó đi so sánh với chồng em được. Em có bao giờ so sánh ổng nhanh đâu. Chồng em nó thuộc dạng một cái đẳng cấp khác rồi em. Thi còn em mà anh Thi còn không thể nào mà xứng tầm so sánh được rồi. Chuẩn, trời ơi, vợ tôi hôm nay nói chuẩn vãi. Yêu ra nè. Rồi chỉ với ma cho Garen ra. Mua kinh nghiệm luôn cho Garen ra đi. Con này để anh em qua mẹ cho nó cái link đi kìa. Trong nó ngồi tí lại mà tao thua chỉ ra do tao không biết ghép đồ thôi. Thiệt đúng không? Chứ mẹ anh em cho nó cái link ghép đồ đi. Lại trang gì quá rồi.
Tao đó tao không biết mà, tao chơi tao ngày đầu tao cũng xem, ngày sau tao tự mò đấy. Đây đây, cẩm nang 360 đây. Đồ rồi xong. Xong rồi đời. Cái búa ép là gây ra 25 sát thương, gây ra hồi máu rồi 25 sát thương gây ra. Đó, cái này để với cùng hồi lên cùng đau nha. Để ăn yêu. Chọn vầy quá anh tưởng em đi ăn với Nghi. Em đâu có. À đi làm móng à, quên quên đi làm móng. Anh coi nè. Sao hả? Lần này chắc là vay. Hồi nãy chắc thì này chắc là đi kiếm sư rồi. Tính rồi, anh coi nè. Mà làm đi được không? Được. Nó ra cái củ liền gì vậy trời. Mà không có mắt anh. Dạ. Ra cái củ liền gì vậy ta? Không mắt là được rồi. Khi hồi kiếm tốc độ đánh thì nó ra cái củ lên cái đầu. Ra cái củ liền đấy còn đợi gì nữa. Trả lên 2 được coi. Bán này mình nuôi cái gì vậy ta? Quý tộc trời ơi, trong tivi. Ủa mình thua nào vậy trời? Trời ơi, trong tivi nè. Nó giải cho cái màu này, trong tivi. Bây giờ quá thú rồi, bán cái chiếc mẹ đó. Anh không thèm xài đồ cơ mà, chú cứ thoải mái, em không thèm nhát tướng cơ mà. Anh mày cũng có thèm xài đồ đâu. Anh đang đợi, anh đang để mất máu để anh lập đồ chứ chơi, ai chơi như chú. Tao cần cái... mày. Ủa mà tao mất máu rồi nào ta? Được lượng trước chứ. Lulu à? Cho Lulu trường thương à? Hay sao? Thôi cái muỗng kìa. Thôi rồi nó ngủ rồi, rồi chó lần trước rồi. À quốc lưu lưu truyền thương hay sao anh em? Được cái nhà. Học đồ đánh. Cái gì ra? Cái cung. Quốc lưu lưu đi. À tao ra. Cho lưu lưu đi thứ. Chết đâu. Đầu tiên tao lấy mẹ rồi. À, là không lường cái gì luôn. Đó là cái tác hại của cái việc mày win tao đó. À, người ta tính trả rồi chứ đâu phải mày để cho mày ăn đâu. Ta tì. Tính trả rồi. Ôi dễ nhai lắm á. Trời ơi chắc mẹ có mỡ mà hút. Ôi Lulu một thương thôi cha, mà Lulu hai thương là chết. Rồi đứng lại cái đai lưng, cái dòng nước ra tim băng nữa. Cho con Garen nhỉ. Con Garen giờ này chưa ra luôn rồi, má đi cái đường kiếm vũ thương được không ta? Bán này không lẽ nuôi Lulu 3 này. Quẩy ta, quẩy bắn nóc nhà ta. Để tính là nuôi Morgana được cái này mà. Nãy giờ ra qua quýt hoài nhờ. Bỏ con cát đi, nuôi Morgana. Nuôi con Morgana vui hơn đó. Ở chó 2 này. Ôi đổ má nó ra qua quýt hoài luôn à. Nuôi Ari với Morgana được á. Morgana đứng trên đâu có sợ chết, đâu có Lulu mà nhờ. Rồi ra quan giả luôn giờ. Win tao bán luôn Morgana này. Đậu sàn ghét. Rồi Garen đi, Garen đi. Xe không mua thêm cái gì đâu. Viên ra Garen 2 là mình ghép cái băng cho nó luôn. Em sợ anh không có hết. Khuya khuya hơi đói á. Em còn phải bỏ bớt một cái liếng ra. Em sợ anh không. Sao bây giờ em lấy bỏ vô lại. Còn cả hộp nước của mình. Thôi được rồi. Đây, hộp nước nè. Sát thủ ngủ trên cây đu đủ nè. Xui cho nó kiếm sư nó búp ngay con chích anh à. Thôi, em ăn đi. Một cục thôi, một cục thôi. Hết ăn nè, nhường đó. Một cục thôi. Tí khuya khuya lại đói, à khuya. Mình không mua mấy gói mì, tí xuống. Cho nó cho mình gói mì.
hai con mì tôi kia có đói còn cái kia mà. Còn cái kia xong rồi nha. Mình không có thể ăn miếng. Ăn miếng xào cái kia. Này là tìm gì đây ta? Có biết cái kia hơi kỳ không? Ăn miếng không thôi. Dạ ra chích tên A hoài luôn kìa. Đứng chơi hả trời. Má khai xích nãy giờ là khai xích 3 luôn rồi đó. Tại vì nó đeo đường ra đường này cái nó đéo ra nữa. Đồ đạn đó. Không lẽ ván này nuôi bình lít tiếp. Mẹ chơi ác quá. Thôi nuôi một lần thôi. Trời mà. Đổi đi. Đổi chiến thuật. Đổi chiến thuật anh em ạ. Lên thật là ốc chó. Tôi lại hai dòng nước rồi, dòng nước là cái gì vậy? Trời ơi, hai cái trường thư thế này. Không lẽ nuôi Blitz nữa. Nhận lại 20 năng lượng mỗi khi dùng kỹ năng. Hai dòng nước thì tôi kiếm giáp ra tìm bằng. Má làm ơn ra hai con ga đen đâu. Má đi đường kiếm sư mà vũ sư mà nãy giờ không ra ga đen 2 giờ còn xài ga đen 1. Nắm cái đầu trâu quẻ cổ nè. Tay vay nữa nè. Dạy luôn hả? Sợ vậy? Kinh vậy? Kinh chứ bạn. Mình kinh lắm, sắp 3 nè, vay 3 rồi nè. Rồi lên kia. Rồi ra đem cái tiền băng đi. Rồi ra đem cái tiền băng đi. Rồi. Rồi chấp trâu trâu. Chết mẹ rồi. Mày bóp giái rồi. Lạc tinh xuyên. Blitz ơi. Bóp giái phải liền Blitz ơi. Không sao, mai cứ Lulu gánh đấy. Thấy mẹ, quýnh thằng kia kìa, quýnh thằng kia kìa. Ai Lulu gánh quá nhờ. Đang là khác liền. Lulu gánh phết nha. Má thú hả mày, trời ơi, hai xạ thủ bắn hết. Thôi có Lucian nữa là thêm được kích hoạt được hai xạ thủ. Chó nữa nè. Trời ơi, nó lên cái đường gì mà đéo liên quan vậy hết trời. Cấu mà là. Cho Blitz cái này hả? Ván này mình không muốn nuôi Blitz, không có nón. Quốc hộ vệ hiệp sĩ đế chế. Ván này nó không có nón luôn các bạn ạ. Thôi Blitz đứng đây đi. Dạ. Hai giây nè. Đó, nó kéo bất ngu. Nó kéo ngay trước mỏm luôn. Kéo lại xong cả. Kéo lại xong cả team bu cho đấm thằng này. Chỉ cần kéo lại một con. Cả team bu cho đấm đó. Cả ngày nó chết rồi. Nè, kéo con này nè. Bu cho đấm đó. Thôi nhỏ đứng đây luôn, đứng ngó luôn. Kéo một pha xong đứng ngó luôn. Ôi hồi nãy nó chết sáo luôn rồi. Nãy nó chết sáo luôn rồi. Trời ơi, một người này gánh tiêu quá. Phải là ai? Có Morgana trong team này là con Morgana không chết được các bạn ạ. Úi dồi ôi, Lulu gánh tiếp. Ôi giời, ôi giời. Lulu, mày nhờ với Lulu. Xóa con đi con. Trời ơi. Sọt, sọt công tử. Á, thằng chó. Ủa ra Garen 2 coi nhìn nó phế phẩm mới luôn. Còn Garen cũng hèm. Cà đồng, tao vừa bán Garen 2 luôn đấy. Đâu có giả đâu sĩ rồi mà nó bực mình ta. Tụi mình lỡ thua rồi, mình lỡ thua rồi thôi. Giờ thắng thua cũng đấy quan trọng nữa. Mà cứ nên cho đồ Nali không ta? Lulu hai trường thương nó cũng không tác dụng nhiều đâu bạn. Tại vì cái con đấy được búp thì nó có búp nữa cũng vậy à. Giờ thắng thua quan trọng gì. Này chết cái này chết mới ra rồi. Chết thơm đi mà. Cái này chết mới ra rồi thơm đi. Chết Lulu rồi. À nè. Này là ly băng tộc à. Căng nhờ. Ây da, thằng Lạc Tứ Xuyên, Lạc băng Tứ Xuyên tộc, này. Băng tộc, băng tộc. Mona kịp lên mana không? Mona.
Ok, đéo một cái na trời. Bắn nó. Rồi, ok, đây sơ. Đăng ra đem 2 coi mà, còn không thì... Có bình lì thì nó hơi bóp á các bạn ạ. Tính ra là nó hơi bóp rồi đấy. Top 1 thì chắc không còn cái gì để... Không còn cái gì đâu các bạn. Top 1 là không còn cái gì để vơ vét đâu các bạn ạ. Chúng nó lấy hết. Châu lên top 1 rồi. Trời, ăn top 1 rồi, hàng ngày. Chơi chứ bị gì thua là gì luôn. Rồi cái tóc nó đánh của tao rồi. Má để cho gá rồi. Còn cái lồn gì đó. Còn cái lồn gì đâu tao lấy trời. Má nó lấy tóc độ đánh tao đéo ghép lên được luôn. Khốn nạn thật. Thôi thế này thì siêu siêu quỷ quái, siêu châu bò này. Đâu rồi con quỷ siêu ni rồi. Hiệp sĩ băng quốc. Cho siêu ni ra luôn cho rồi, ông đây rút ổng phế vậy. Chiếu con Ari ra cái củ liền. Ra cái củ liền gì đâu không à. Mà thấy tao đánh tao nãy giờ tao còn chấp không thi. 8 tấn đồ, 8 tấn đồ mà nó còn chưa thèm xài đó. Tao chưa mua đồ nên tao để cho thua luôn rồi. Mày biết tao còn 6 món ở ngoài nên chưa thèm xài mà tao còn win không? Đánh lại đánh gì ta? Đánh lại đang chấp đấy. Ôi đủ má nó ra đéo liên quan gì hết. Ủa chó này, con quýt này. Ui này ra đi. Con này để hồi lên cuộc đao sao. Đồ bà đó đi. Ê, ván này nuôi Lulu với chó ghét, tìm bạn đéo xuống đất được đi nhờ. Nuôi Lulu với chó ghét mẹ đi. Tôi thấy tình hình là đẹp hơn rồi. Rồi, kích hoạt được 2 xạ thủ. Lui 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 kẹp theo chó gác nữa thì khỏi tỉnh luôn. Thì bạn chỉ biết ngó thôi. Thêm một bờ lít nữa. Thôi đổ má tới bây giờ mà nó chưa ra con Garen luôn á ta ơi. Sao mày ham con Garen làm gì vậy? Garen có gì mà đỡ đi cái đường này tới đây rồi mà nó đừng gì, đừng gì mà cần Garen. Đừng quý tộc. Tộc thì quý tộc cũng quan trọng Garen 2. Chứ không đấy. Có tăng rồi sao? Kiếm con tăng khác. Trời ơi, được mới chết 6, chết 7. Xin Yuani đầy thứ chó ghét các kiểu. Đâu phải có một con tăng đâu mày. Đây, 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 đây. Nhưng mà nó đừng kiếm sư 3. Nãy giờ nó ra đâu? Nè, đây rút nè, đây rút 2 nè. Đó. Một con Garen nữa. Ván này mà lên Blitz 3 này mà tao lại chơi mất dậy nó bây giờ chưa muốn chơi này. Cho chó gác cuồng đao không, mình muốn cho chó gác cái đại bác linh thanh hơn, nó phải với nó đánh lâu. Má bây giờ nó ra cuồng đao nó chứ nó đéo ra đại bác à, cho nó cuồng đao trước vậy. Bà già nó nó ra tùng sắt. Má nó ra cái này, nó ra cái khác không à. Lulu này đây, Garen 2 đây, bà mẹ. Lulu nữa. Đây nè. Morgana luôn. Rồi, ok. Quả này Lulu 3 được, búp đồ Lulu trước. Chơi trong Ari nào ta? Hay là ván này chơi 4 Brawler thôi? Hỏi chơi 4 qua. Hai xạ thủ hay hiệp sĩ. Bắn. Ui thằng nó kinh thế. Morgana 2 gánh team nào. Morgana
cha. Ê cha. Ê cha. Đứng chụm lại cho nổ chung hả? Ê cha. Qua nè. Rồi. 50 tiền. Rồi đó, cảm thấy mạnh mẽ rồi đó. Hay nha. Trời má trời con keo. Đây còn Ali, Ali với con Gana nữa nhỉ. Morgana nữa hả? Đây Garen công đây. Công tin của Morgana 3 các bạn. Garen đây. Trời. Úi giời ơi, hai con chó gác luôn. Ali nè. Thôi ván này chắc mình bỏ 4 Brawler. Không chơi nổi 4 Brawler đâu. Nuôi chó gác thì may ra. À bây giờ mình đọc chết đi. Chó gác 2 là khỏe rồi. Chó này xuống đây đi. Chó này lên trên. Chó này xuống đây. Cái này qua đây. Này qua đây. Rồi chạy đi. Má rồi nó. Đấy, bây giờ kiếm con Na nữa. Kiếm con Na nữa là đủ. Lên chết xong kiếm con Na nữa là đẹp. Trong tivi. Lại khổ gâu nữa kìa. Con mẹ đó. Nó mạnh quá. Trời ơi tưởng gì. Tao mạnh thì xưa giờ rồi mày. Chơi game nào tao không mạnh. Chơi với tao thì cũng phòng biết rồi. Chơi game gì mà anh không bá đạo, anh không top 1. Con Phil ra 2 không bằng con Leona 1 đâu hả? Leona 1 ngon hơn không Châu? Ừ. Tuyệt không? Bỏ con Leona con Phil ra 2 ra nha. Chứ sao nói thiệt mà. Sao mày làm gì? Ai sao mày làm gì? Mày nhìn mẫu là mày biết. Mẹ lên Phil ra 2 có 720. Leona 1 thì chỉ 850 phải. Một 750. 750 cũng hơn rồi. Châu hơn. Mà nó đánh đam. Đam bé tí. Con kia CC làm. Tạm thời tin mọi người. Gà con Lucian nữa coi. Trời ơi má, nãy giờ nó đi đường sát thủ luôn, nó ra sát thủ không. Nấu thiệt chứ. Trời ơi má, cái bị mấy con assassin nó cào một hoài ta. Thua này hoài ta. Bực nha. Đợi tí đi. Chưa đủ đồ thôi. Tôi chưa muốn xài đồ chứ phải là tôi không đủ đồ. Tôi chưa muốn xài. Đợi đấy. Tú mà lấy cái muỗng được. Thôi rồi. Cho con Na là võ mồm. Chọc nước với lại cái đai lưng đá gì vậy. Đã con Na là máu hả? Đã có con keo không vậy? Không bây giờ mình cần cái gì ta? Mình đang có 2 cái BF đúng không? Tốc độ đánh, à tốc độ đánh là lên cùng đao cho. Với cái cùng, ok. Mày nghĩ tình. Yasuo kìa. Ồ, lấy Yasuo cũng được. Thôi rồi. Dùng hết tiền đi, đã chết đâu, dùng hết tiền từ từ. Ủa mình lấy nợ rồi. Cái cục mana mà. Mana hả qua nhà tao tao nhiều lắm rồi, tao nãy giờ bỏ không rồi đâu. Hơi lộn một tí. Tại vì mình có 2 cây gậy mà. Cho chiếc Tana cho ông. Cho ông bay hay chiếc Tana mày. Hơi sai nè, nhưng mà bỏ vô thì được 3 mây nè. Chờ bay đi. Được á, có vẻ hợp lý á, nhưng mà cút mẹ mày đi. Bay 2 con nữa lên 3 rồi. Có trên ga hay con gì đi. Gana đi, Lulu nè. Ủa, xe nào ta? Cái gậy này, nó, Lulu cầm nón có được không anh em? Nó có thêm sức mạnh không? Nó có thêm bút máu nhiều hơn không? Ủa, con Nidalee gì mà nó ra 2 con, 3 con, 2 con, 3 con ra ông nội nó hay gì mà ra dữ vậy không biết. Con lạc tứ xuyên này nó giờ gặp nó hoài luôn. Thôi mày tắt cam một tí nha. Ngồi suy nghĩ một tí thôi. Lulu thì từ từ. Bây giờ đây đây. Tạm về đi. Đây nè đó. Tạm về đi ra con Na tí. Lucian đâu? Vay nè, vay nè. Garen nè. Lucian đâu? Lucian.
chích tình hè. Cái này với cái này được Solari đúng không? Leona nè. Ra đi. Ra đéo lên được bay màu. Má thằng Victory này nó ký đầu mình rồi. Các xã tiền mới kiếm Lucian. Giờ ra con keo nữa là đâu, con keo nữa là mình mạnh rồi. Mình cần con Na quá nhỉ. Na đâu ta? Đây Lucian đây. Lucian 2 nè. Con Na nào nhỉ? Na hay Na Ly ba cũng được. Hiệp sĩ, ba quý tộc. Giờ mình có là một. Một. Bây giờ mình cần cái cung để cho con Na, cái con Lulu này. Các bạn biết cho Lulu cái gì không? Cho Lulu cái ma vũ song kiếm để mấy con ác nó khỏi móc. Muốn cho Lulu cái ma vũ song kiếm này. Má ra con keo đó. Ma vũ song kiếm với cuồng đao là được rồi. Có ra con keo giờ mình ra con keo cái mình úp hết tiền luôn á. Ngon. Rồi xong. Bắn con thôi, trời ơi bắn cái gì đâu bắn tùm lum hết vậy. Má chịu quên sao sắp xếp nữa. Rồi, đeo, thôi xong đi. Rồi. Và 11 ra ngay trong. Rồi, nè luôn. Cái múa. Thường vậy là sát thương gây ra cho hết nó luôn cho rồi. Đây nó cho con Garen luôn. Đây bay ba đây. Ôi okay. Thôi giờ up chết thôi chứ chả làm gì nữa. Chùm mẹ quả đất. Kiếm keo nữa, kiếm keo nữa, chỉ cần con keo ra thôi. Keo cái gì, đi đi. Chết mẹ, xong là đéo. Đời khổ. 8 tỷ con keo này cũng chết. Nghĩ đó xuống đất đi. Bắn thấy mẹ mà luôn chứ nghĩ vậy. Ai da thằng lòng châu này địt mẹ mày. Chết mẹ rồi. Rồi xài tiền thôi con má keo thiệt đâu. Chứ ngày còn đang mẹ để... Má đấy giờ tao ra xui rồi. Ngày còn đang mẹ 93 đồng ngày còn đéo thèm xài tiền nữa nè. Gửi nhà 93 đồng luôn gửi. Tội. Đó là nhân phẩm kém gì ta, Leona 2 nè. Keo làm ơn, keo. Ui. Em mình tắt cam nãy giờ mình còn chưa thể kịp hành sự luôn em ơi. Chứ kịp mẹ chết gì hết. Nói gì vậy? Tới cuối cùng đổ má rô hơn 40 vàng đéo ra con keo luôn đổ má. Có cái con keo mà level mấy mới đòi keo. Hả? Cái gì? Level 8 chưa? Đó, chỉ cần level 8. Mẹ. Level 7 được rồi. Level 7 tỷ lệ nó thấp, siêu thấp. Hên lắm mới ra. Người ta lên 8 người ta mới luôn. Bởi chơi cái tập ức chê lắm. Bay nè. Bay màu sớm thế thôi để anh nhìn. Nhìn anh xử cái tụi này này, anh nhắm mắt anh xử tụi này cũng chết nữa thiệt. Rồi có ok. Đâu thằng nào giết chú? Thằng nào? Chết bảy à, chết bảy keo chưa ra hả? Chết bảy keo ra rồi nhưng mà khó lắm, khó ra lắm, tỷ lệ nó thấp. À. Đó, mình chơi một hai hôm bạn bạn nào coi thì coi đánh răng thì kênh nào các bạn có ít hơn đi. Mình đang ghiền cái này mà. Này keo thằng này nó cầm keo 2 luôn rồi đấy nè. Keo 2 hay keo 3 hay là keo 10 thì cũng vậy các bạn ơi. Keo cái gì? Đang ghiền. Có mà keo CC của mình thì 8 tỷ cái. Keo 10 cũng vậy thôi. Level 8 đó nha. Đâu đâu.
Lulu ba đứng búp rồi thêm mẹ cháu gác đằng trước thì hồi năng lượng gấp thế. Ủa Senju kìa, mình lượm Senju lên thêm Senju 2, ốc chết ném Senju 2 ra nữa thì sao ta? Chơi gì nữa? Sao vậy? Cái gì? Cái gì? Bị điên à? Đâu có gì đâu, tôi lại đang coi nguyên chiếc bộ luôn. Vô mình đập nó gậy coi. Lấy cái muỗng đi. Vô mình đập nó gậy đó. Tao trời ơi. Không muốn chơi ác là object, object nó là ác lắm luôn á. Mà thôi từ từ, cứ lên từ từ thôi. Này là quá thú hả, quá thú. Ở coi, hoang dã 1, hoang dã 2, hoang dã. Cho gát là gì? Gát đấu sĩ mà. Sĩ thiên công. Con này đấu sĩ, 1, 2 đấu sĩ. Con này là hoang dã, 4 hoang dã. Ồ, thằng này mạnh nè. Thằng này bị khỏe nè. Thằng này kinh nè. Liên tưng à, nó băng tộc mình kìa, nó băng tộc mình kìa, chết rồi. Ủa, chết chó gá rồi, chết chó gá rồi, nó băng tộc cứng ngắc rồi. Tưng chọi Lulu lão tôi hụt bạn ơi, chọi Lulu đéo chọi dính được đâu. Alo, bây giờ mẹ một đống đánh một thằng cũng chết à. Alo mày sao, 3-1 không chồn cũng què mày, câu mày nghe cái câu 3-1 không chồn cũng què chưa? Sao mày tấp mọc mà mày nhiều đồ dữ vậy châu? Quan trọng là cái trình. Mẹ hên thôi con. Quan trọng là cái trình. Trình không có thì vậy thôi. Tao không thèm xài tiền nên mày thấy 5 cục không? Mà nói là chơi với thằng Thi này cũng có thắng thằng Thi nó cũng chẳng vẻ vang gì các bạn ạ, chán lắm. Sao? Sao như cái gì vui dữ vậy? Dạ. Đâu rồi? Trông mạnh thế. Tại tao chơi vài bữa thì tao chơi vài bữa tao ký cái đầu thằng này nó gì vậy? Nó giả bọc dài bọc tay cho nó sợ nó bớt sủa lại. Chạy đi chờ tí vô. Tao rồi. Ui dồi, ui. Tao nghĩ các bạn ơi. Ui. Gì mà nghĩ vậy, gì mà đòi nghĩ dữ vậy? Thì mạnh quá rồi, đâu thèm làm gì nữa cũng thắng mẹ. Dư dưới vậy hả? Này 2 chiến qua quýt 3 luôn rồi. Lulu 3 Lily gần 3 rồi. Giá như anh Thi gửi đến cho mình thì tốt chứ mấy. Đéo bao giờ luôn. Má rồng khạc ghê thế. Má mỏ nó lại. Hình như cái này nó bị gòn rồi, mẹ bị gòn nó để mình thoát ra. Assassin để làm gì? Assassin đâu để làm gì đâu. Chưa mình thoát ra bị gòn ra mình bật lại để cho nó đỡ mất cái kia nha. Kiếm con na chơi coi. Chứ bây giờ up chết nữa thì chết người á. Na rồi vậy. Còn nó gần hẹo mẹ rồi, kiếm na thôi. Để đủ mé. Nghỉ đi. Chơi ác quá, chơi ai chơi lại nữa. Này còn đổi. Mày đổi đội hình tới Tết con ạ. À. Chuẩn bị ta. Chuẩn bị ta từ từ để mình bật.
mình sao cho mất cái kia nhỉ? 3-1 không chồn thì cũng què thôi. Ồ, lần này nó đánh mình què luôn. Được. Người ta nói 3-1 không chồn cũng què mà thằng này. Giờ nay liên 3 thế này. Chơi đi. Nó hết chưa mọi người? Buồn buồn up chat lên thêm chó gáp. Bây giờ bố mày sắp ra giữa đội hình luôn nè. Bây giờ mày làm gì? Đó mày làm gì mày làm đi. Đó mày làm gì mày làm đi. Đéo quan tâm luôn đấy. Muốn làm gì mày làm. Quay ơi quay ơi. Ê quay 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 cái tắt cái camera bị gòn sao quay. Tắt cái camera bị gòn điện thoại sao sao nó hiện hai camera luôn nè. Cố vậy chết hả? Ok rồi. Assassin là không có móc được Lulu đâu. Assassin đánh không có chết được Lulu đâu. Đánh toàn hụt không à. Bay màu thằng này rồi. Thằng này là bay màu. Trời ơi. Mà tự nhiên vừa địch cái chạy vô. Chơi gì nữa? Thiệt tình chứ. Đối thượng quá ai chơi nổi. Đánh lậu lậu đang ghiền mà đánh ghiền. Lâu quên quá vậy. Bọn này nó thích dễ chết. Có mấy thằng có mà chó nó dễ chết đi. Ác quỷ phù thủy. Đâu nè ác quỷ nè. Quan giả phù thủy. Quan giả 4. Kiếm Blitz cho nó kéo con Raven đây nè, Blitz đây nè, mình đâu cần đâu bạn, đâu cần thiết đâu. Kéo Raven làm gì, cho Raven nó quẩy. Chơi kéo Raven. Buồn, bằng quá. Bây giờ thằng này nó đánh với nhân bản của mình à. Không, nó đánh với đèn kia. Tội này ghê, cứ gặp mình hoài. Tội vãi lên. Gặp mình lấy mày thắng. Không. Gặp mình lấy cái mày mà thắng. Từng tới chết. Gần ỉa luôn nè. Bây giờ mình lấy cái gậy nữa thì mình biến Gana thành mây. Mình cho con Blitz vào bỏ Morgana ra. Bởi liền kéo con Raven. Không thì mình úp mẹ nó thêm một chết nó cũng được. À úp thêm một chết thì không được. Lấy cái gậy vào. Lấy cái gậy vào. Nè tôi cho Gna thành mây nè anh em nè. Vậy tính, ôi. Tính mới vô để thua đó vậy. Mới vô để thua lấy đồ cũng ngon ra. Nếu mà mốt ra đồ nhiều, quýt quái ra đồ nhiều mà em chơi mà vô để thua luôn. Nè tôi cho Gana thành mây nè. Đường nào không á. Đó rồi tôi bỏ con Morgana nè. Tôi cho sự qua. Hay ta hay qua. Hôm qua tôi còn có một máu à, mới vô thua rồi còn có mấy máu à, xong mẹ lật lại mẹ từ từ dưới mẹ win qua rồi win luôn, top 1 luôn. Lên độ ra mà. À chích 9 chích 10 ra từ không với lại. Cái này nó mới ác nè. Hồi nãy là Morgana còn chưa ác đâu, cái này bây giờ nó mới ác nè. Nãy là còn hiền đấy. Ta rút 3 nè. 3 thì kẹt mình nổi nữa chứ. Ủa nó hả? Thử nó mày. Bay màu. Không được tỉnh. Sao công tử này là lòng. Sao công tử này là cái gì đây? Mình còn chưa giờ này mình, mà mình giờ mình này chưa mà còn chơi một sao nữa. Mình chưa thèm. Mình còn chưa thèm upset. Con giả chết 3 đao. Mình còn chưa thèm upset nữa chứ. Chứ thèm lên cái gì còn đống tiền thôi này. Thôi lên mẹ hết tiền đi. Úp mẹ đó, chết đi. Băng quốc. Băng quốc hộ vệ. Hiệp sĩ. Hiệp sĩ băng quốc. Rồi băng nó 4 con băng hả? 1, 2, 3. Con nào băng nữa ta? Hộ vệ, hộ vệ. Sĩ băng quốc. Ủa? Con lòm này sao nó có ba băng quốc hả? Xem trời nó còn ghép đó. Nó còn chưa đồ chưa hoàn chỉnh nữa mà. Chỗ gác. Bay màu nè. Raven này lại đây.
rồi đây nó còn chưa hoàn chỉnh nữa, lấy gì đánh lại hoàn cho chỉnh cái gì. Đi luôn rồi, chạy đi, đánh sao lại tao. Lên 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 lên, còn có hai giáp hồi sinh nữa. Hai giáp hồi sinh luôn. Này nó bùi sai má, nó bùi sai mà nó còn 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 còn